quay đi, mẹ kéo lên. Rồi nắm ngay đi. Rồi. Đi nè. Dính dính sợi dây, dính sợi dây. Nè, y cứ chấp bơ nè. Cầm sợi dây nè, cầm sợi dây kìa. Rồi mẹ kéo lên. Hai mẹ kêu lên dốc mà cô chú ơi. Sáng nào hai mẹ con cũng lôi nhau đi. Hả? Ở cốt hả? Đây, Sivin nó chỉ hoa hồng. Để lúc này đang mùa hoa hồng. Đi con, đi. Cái dốc này cao lắm. Xe hả? Nó có xe, anh chạy vô đó, núp rồi đó. Sivin đứng sát, vô sát, vô sát, vô. Rồi, Sivin đâu? Chạy ra. Hết xe rồi. Giỏi quá. Có xe là Sivin nó núp. Rồi cầm dây tiếp. Tiếp tục hành trình. Lên dốc tiếp. Cái dốc này cao lắm, chạy không có nổi nên hai mẹ con đẩy nhau lên dốc. Hả? Rồi lo lên nắm nắm dây, mẹ lo lên nha. Nè, hôm nãy lên được nửa đoạn rồi ông bà cô chú ơi. Tiếp tục còn nửa đoạn nữa. Rồi đi nhanh lên, nhanh lên con. Nhanh lên để trễ giờ làm của mẹ. Tôi đi xích vô xe, xe. Xe xe xe. Rồi Sivin chạy trước mẹ đi, chạy trước đi. Chạy trước mẹ đi. Sivin là chạy trước mẹ đi. Chú chạy xuống dốc. Rồi Sivin chạy trước coi, chạy coi, chạy cho mẹ coi coi. Chạy đi con, chạy đi con, chạy đi. Lên tới dốc mệt luôn. Rồi Sivin đi trước mẹ đi. Con đi trước mẹ đi, con đi trước đi. Mẹ dẹp xe rồi, đứng lên, 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 lên. Tới cầu thang này, mình sẽ để xe ở đây. Xong rồi lên. Hai mẹ con sẽ đi bộ lên dốc một đoạn nữa. Cầu thang này là quẹo lên trường. Rồi chạy trước mẹ đi. Rồi để mẹ để xe đây rồi hai mẹ con mình đi. Bây giờ sẽ Sivin để mẹ nha. Rồi Kha Cha. Đây. Đi con, đi. Hành trình Sivin đi học. Đây nè, mẹ nắm tay nè. Xe cả xe Sivin. Đi sát vô. Đây nè, mẹ nắm tay nè, nắm tay nè. Nó trường Sivin. Trường ở Sivin đây nè, ông bà cô chú, cái trường vàng nè. Là tới, đi thêm một chút nữa là tới cái lưới xanh là núi. Sivin à, Sivin, bye bye đi con, bye bye. Bye bye đi, bye bye. Bây giờ tới trường rồi, mẹ con đi. Mình sẽ đưa Sivin vô trường. Trường Sivin đây nè ông bà cô chú ơi.